Hi, xin chào các bạn. Một người em của mình vừa mới mua chiếc BMW S1 này và mình quyết định là sẽ tặng người em của mình một món quà gì đó thật là ý nghĩa. Sếp thấy các chủ xe BMW thường thích lái xe nè và thích công nghệ, thành ra tặng một cái camera hành trình thật là high tech sẽ cực kỳ phù hợp luôn. Và sau nhiều ngày suy xét kỹ lưỡng, mình đã đặt niềm tin vào DDPay, một thương hiệu camera hành trình đang hot tại Việt Nam, và dòng sản phẩm mình chọn đó là Mola N3 Pro. Vì sao mình lại chọn Mola N3 Pro thì mời các bạn cùng tìm hiểu tiếp. Nhưng mà vì cái tên sản phẩm nó quá dài đi, thế nên từ bây giờ mình sẽ gọi là N3 Pro cho nó gọn. Lý do đầu tiên mình chọn cái N3 Pro này đó là khi mà mình xem hình của nó trên web mình thấy nó quá xá là đẹp luôn. Còn thực tế trông nó như thế nào thì một tí nữa mình sẽ mở hộp cho các bạn xem. Lý do thứ hai là mức giá của N3 Pro nó vô cùng là hợp ví để làm quà tặng. Chỉ từ 1,8 triệu cho phiên bản 2 mắt cam không có CBS và 2 triệu cho phiên bản 2 mắt cam có CBS ở đây. Nhìn vào cái tầm giá của N3 Pro thì có thể biết nó nằm trong cái phân khúc camera hành trình tầm trung trên thị trường. Lý do thứ ba là N3 Pro nó có kha khá các tính năng high tech vô cùng thú vị và người em của mình cũng cực kỳ thích cái công nghệ, thế nên là tặng N3 Pro là bao không chừng nó nào được luôn. Cuối cùng, lý do thứ tư sẽ vô cùng hấp dẫn nhưng mà mình sẽ để dành nó cho phần cuối bật mí, thế nên là các bạn nhớ đón xem phần cuối để biết nó là gì nha. Phiên bản N3 Pro mình tặng là bản 2 cam trước sau nên có chữ Dual Channel. Bên trong hộp chúng ta có sách hướng dẫn sử dụng, cam trước, cam sau, bộ dây cáp, đầu lấy nguồn tẩu thuốc, thanh nhựa hỗ trợ lắp đặt, keo 3M và cuối cùng là miếng phim tĩnh điện. Mình có một cái lưu ý nhỏ nhỏ dành cho các bạn tự lắp camera hành trình tại nhà, đó là các bạn nên dán cái miếng phim tĩnh điện này lên trên kính trước, rồi sau đó các bạn mới dán tới cái đế cam hành trình lên miếng phim tĩnh điện. Chứ nếu không mà các bạn dán trực tiếp cái đế cam hành trình lên trên kính trước á, thì tới lúc mà các bạn cần tháo cái đế cam hành trình này ra thì nó sẽ làm hư hỏng hoặc là làm bong chóc cái lớp phim cách nhiệt. Mà như các bạn cũng biết là đó, dán lại cái lớp phim cách nhiệt đó có khi là còn cao tiền hơn cả bộ cam hành trình. Nhìn thực tế thì N3 Pro đẹp y chang hình trên web. Chất lượng hoàn thiện theo mình đánh giá là rất tốt với một bộ cam hành trình phân khúc trung cấp. DDPay cho biết mắt cam trước của N3 Pro có góc quan sát 140 độ, khẩu 1.8 và ghi hình độ phân giải 2K, 2560x1600 điểm ảnh theo tỷ lệ khung hình 8 năm. Tỷ lệ khung hình của N3 Pro sẽ mở rộng theo chiều đứng nhiều hơn một chút so với chuẩn thông dụng là 16:9. Tuy nhiên, điều này cũng không quan trọng lắm vì những diễn biến quan trọng thường tập trung ở giữa và hai bên khung hình. Mắt cam sau của N3 Pro có góc quan sát 125 độ hẹp hơn, khẩu 2.0 nhỏ hơn và ghi hình độ phân giải Full HD 1920x1080 thấp hơn so với mắt cam trước. Một cái điểm mình thấy khá hay về phần cam trước của N3 Pro đó là khi cần chúng ta có thể xoay nó 180 độ để biến nó thành cái cam quan sát trong xe một cách dễ dàng. Chất lượng hình ảnh của N3 Pro theo mình là tương xứng với tầm tiền, độ nét và thông tin cung cấp nằm ở mức khá ổn. Dĩ nhiên, độ nét cam sau sẽ không bằng cam trước do có độ phân giải thấp hơn. Còn nếu xét kỹ, sẽ thấy màu của N3 Pro cho ra hơi bệt so với những cam hành trình phân khúc cao hơn. Có thể một phần là do thuật toán của công nghệ cải thiện hình ảnh Real Cup trên cam DDPay có xu hướng nó đẩy hình ảnh tươi hơn so với thực tế, thành ra là độ chuyển màu của nó không được tự nhiên và sâu. Tiêu chí chúng ta cần nhất ở hình ảnh cam hành trình vẫn là những thông tin nó ghi nhận được, có đủ rõ ràng và chi tiết hay không. Còn tiêu chí hình ảnh đẹp tự nhiên hay dễ nhìn theo mình nếu có dĩ nhiên sẽ là điểm cộng, còn không có thì cũng chả ảnh hưởng gì nhiều. Nói chung, N3 Pro đáp ứng khá tốt ở độ chi tiết hình ảnh. Dĩ nhiên, N3 Pro cũng có chế độ quan sát trong bãi đậu xe gọi là Parking Mode. Tuy nhiên, các bạn cần phải mua thêm gói phụ kiện mở rộng gọi là Intelligent Hardware Kit để lấy nguồn từ cầu chì thì mới kích hoạt được tính năng Parking Mode. Đặc biệt, hệ thống quản lý nguồn của N3 Pro nó đủ thông minh để biết ngắt điện khi cần và không làm cạn bình ắc quy của xe. DDPay cho biết là họ ứng dụng công nghệ siêu tụ điện để dự trữ điện năng cho chế độ Parking Mode thay cho công nghệ pin lithium-ion thường thấy, bởi vì siêu tụ điện nó có ưu điểm là không gây cháy nổ và không bị phù như pin. Mình đánh giá cao cái ứng dụng trên smartphone của DDPay. Với ứng dụng này thì các bạn có thể điều chỉnh được thông số của camera hành trình, xem clip hành trình và đao clip hành trình về trên smartphone. Đặc biệt, bên trong ứng dụng này còn có những tính năng nho nhỏ mà cực kỳ hay ho. Ví dụ như clip cam hành trình có lưu thông tin GPS, nên khi xem lại qua app chúng ta sẽ biết được hành trình của xe đã đi qua những nơi nào. Tính năng này đặc biệt hữu dụng cho việc quản lý xe chạy dịch vụ, kiểu như là một dạng hộp đen của xe. Hoặc là khi không nhớ chính xác vị trí va chạm để báo bảo hiểm xét duyệt đền bù thì cứ vào app DDPay check lại ra.
App DailyByte cũng cho phép chúng ta down clip hay một đoạn nhỏ có chứa nội dung hay là diễn biến mà chúng ta cần. Thành ra sẽ đỡ mất thời gian down clip và lại còn đỡ mất công cắt gọn lại clip sau đó nếu so với lại các ứng dụng camera hành trình khác trên thị trường là bắt chúng ta phải down một clip dài. Cái nữa là bên trong app DailyByte có chế độ xem clip thực tế ảo gọi là Sense Reality, tức là nó thêm đồ họa để tạo cảm giác clip hành trình của chúng ta như là trong game đua xe. Chế độ xem clip thực tế ảo sẽ cung cấp các thông tin như tốc độ và tổng thời gian di chuyển của xe, tốc độ xe trước và khoảng cách với xe trước, tọa độ cũng như là vị trí xe trên bản đồ. Nói chung là chế độ Sense Reality có tác dụng ra rẻ phết. Nếu các bạn thích chia sẻ hành trình trên mạng xã hội dưới dạng sáng tạo hơn và nhìn high tech hơn thì có lẽ các bạn sẽ thích Sense Reality. Trở lại với Enpro Helmet, Enpro nó là cái camera hành trình tầm trung dành cho những ai yêu thích công nghệ. Mặc dù hình ảnh của nó chưa thực sự quá xuất sắc nhưng mà bù lại thiết kế của nó đẹp và nó sở hữu mức giá có thể nói là quá xá hời so với lại một loạt tính năng mà nó đem lại. Đặc biệt, mức giá của Enpro còn tiếp tục hời hơn bao giờ hết với chương trình ưu đãi ngày săn sale 11 tháng 11 này. Cụ thể, khi các bạn đặt mua Enpro trên các nền tảng Shopee và Lazada tại cửa hàng chính hãng của DailyByte thì sẽ được mua hàng với giá giảm mạnh cùng voucher giảm 50.000 cho đơn hàng từ 1.3 triệu. Đặc biệt, giá còn hấp dẫn hơn nữa khi mua trong khung giờ flash sale 0 giờ, 12 giờ và 20 giờ. 5 khách hàng đầu tiên mua hàng vào ngày 11 tháng 11 sẽ nhận được miễn phí sạc điện thoại không dây DailyByte 15W và từ khách hàng thứ 6 đến 50 sẽ nhận được miễn phí thẻ nhớ SD 64GB. Thế nên hãy nhanh tay chốt sale Enpro vào ngày 11 tháng 11 này để tặng người thân bạn bè mới vừa mua xe. Hoặc là nếu xe nhà bạn chưa có camera hành trình thì càng nên chốt vội. Bởi vì camera hành trình dù sao cũng là một món không thể nào thiếu trên xe. Xin cảm ơn.